Thời điểm hiện tại chỉ cần có 6 triệu trả trước và hơn 16 triệu trả thẳng là các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128 GB và nguyên zin như bên mình đang bán đấy nhé. Nguyên zin các bạn lưu ý là nguyên zin nhá, chứ không phải là máy mà đã ép kính hay là máy thay vỏ các thứ đâu. Với giá chỉ có hơn 16 triệu thôi. Năm nay là một năm rất đặc biệt, gần đến Tết âm lịch rồi, chỉ còn khoảng chưa đầy một tháng nữa đến Tết âm lịch, nhưng những chiếc máy này ấy lại xuống giá. Đó, mọi năm thì nó sẽ phải tăng tăng giá và bây giờ xuống giá. Năm ngoái 11 Pro Max tại thời điểm hiện tại vẫn có mức giá là rơi vào tầm khoảng 17 18 triệu, nhưng năm nay chỉ cần hơn 16 triệu các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc máy 12 Pro Max rồi. Cơ hội để các bạn mua ra Tết, hàng không về khả năng sẽ tăng giá một chút xíu, nhưng bây giờ giá lại xuống, giá rẻ nhất. Nên các bạn tranh thủ cơ hội này các bạn đi mua nhá, trực tiếp tại 170 Lấy Chày Hải Phòng nhá.